9 giờ 30 sáng đầu tuần, văn phòng của Trung tâm Bảo hiểm xã hội quận 2 đã có rất đông người dân đến thực hiện các thủ tục, từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho đến giải quyết các loại giấy tờ về chính sách. Từ khi có chính sách mở cửa của nhà nước, các cơ quan cũng đã có sự linh động trong việc xử lý các thủ tục để quá trình nhanh gọn và tiện lợi nhất cho người dân. Ai ai cũng tuân theo một thứ tự đã được định sẵn, lấy số thứ tự, gặp nhân viên để tư vấn và được chỉ định nơi trực tiếp làm việc. Không, hồi xưa thì lúc trước thì nó không có rõ ràng, và bây giờ làm thì ra thì đâu minh bạch đó. Ví dụ như chỗ nào cũng vậy, dân thì mỗi người một cái cuộc sống nó khác nhau, không mỗi người trước người sau, nhưng mà tới đây thì ví dụ như những người tàn tật thì người ta ưu tiên, còn những người thì mình tới theo số thứ tự làm thì theo bảo hiểm này thì làm được thôi, không có gì hết. Tốt thôi chứ mình. Tại trung tâm này, các chính sách, các thông báo cụ thể đều được hiển thị một cách rõ ràng để người dân có thể tiếp cận một cách thuận lợi nhất. Việc chủ động đưa công nghệ thông tin và linh động xử lý các trường hợp cấp bách đã tránh được những phiền hà không đáng có. Hơn nữa, việc sử dụng rộng rãi, chính xác và minh bạch các thông tin về chính sách của Đảng và Nhà nước cũng đã phần nào hỗ trợ được cho người dân trong việc đến gần hơn được với thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Khi chế độ thay đổi là ở cấp quận, khi mình tiếp nhận là mình phải có cái hướng dẫn cho đơn vị, hoặc là mình sẽ chi tiết hơn so với cái văn bản pháp luật khi đưa ra thì người ta nói những cái sườn cơ bản, còn bản thân mình trong quá trình áp dụng thì thành phố cũng đã có hướng dẫn. Khi hướng dẫn xong thì bảo hiểm phải viết lại để cho nó phù hợp, để cho người lao động và đơn vị ta dễ hiểu, ta dễ thực hiện. Đó là cái mà giữa bảo hiểm xã hội với là đơn vị và người lao động cũng có thể dễ gần nhau và nắm bắt được cái công việc mà nó thuận lợi cho cả đôi bên. Việc minh bạch thông tin và đưa thông tin đến với người dân một cách chính xác là việc làm cần được nhân rộng. Người dân biết nhiều, biết rõ về chính sách thì quá trình thi hành cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. As we mentioned, my workmen just approved the funding, $250 million. Do you think the funding from workmen will increase, it will grow year by year for Vietnam to reform the administrative the system? This particular program, the economic management and competitiveness credit is annually $250 million. Mm. It's a series of three operations. So the first one has already been approved, as you correctly noted, in March, and then we are now starting to work on the second one, which will be a further $250 million. At the moment, we don't have plans to increase the amount, but there are other development partners, donors that are considering to co-finance the program. So the program of reforms that is being supported by the IDA credit should be getting additional resources from other donors. One of them, in fact, has already contributed. This is the Japanese JICA. Have contributed from Japan. Yeah. They are supporting the same program for around 15 billion yen. So there are others that are considering, based on, I guess, what will be the progress, the strength of the reform commitment. So far, agree with the cooperation from the government official who work together with you for the programs. Yes, there's been very very strong. They are cooperative. Very cooperative. Yes. Very cooperative, yeah. And there's been strong commitment. These are, I would say likewise with the we work closely with the government inspectorate on the corruption study, and we had an excellent cooperation with them on that study. We have an event coming up soon as well, the Vietnam Anti-Corruption Initiative, where we work closely with the government inspectorate, and the people that we know and work with are very committed, mm-hmm. and we enjoy good cooperation. Who is the top among the top leader have you met? Among the top leaders have I met? Prime Minister, Vice Prime Minister, Minister, or? Deputy Prime Ministers, ministers, head of the National Assembly. I've been in the same room with the Prime Minister. I can't say I've met the Prime Minister.
I think it's easier when you request to meet some top policymakers in Vietnam. It's easier or convenient to if you have a request or demand to meet with the top policymakers in Vietnam. Well, they're yes or no. Of course, they're extremely busy people, so we have to be selective. Yeah, busy, yes. But certainly when our country director finds the need to talk with them, then calendar, yes, there's no trouble. Yeah, you mentioned World Bank to carry out many survey. Mm-hmm. So do you often pose a question, yes or no? I mean, are you satisfied with the transparencies in Vietnam? So how about their answers from the participants? Yeah, well, we did in a general, survey. Of course. Yeah, when you ask about some things, actually, interestingly, when you ask about some services, many people will say they're satisfied. Mm-hmm. When you ask about other things, whether they have access to information or whether they encountered any trouble, they'll often say, no, they're not satisfied. And the interesting thing is that if you look at the way people respond to these questions over time, you basically get the feeling that that they're becoming more demanding. So, you know, they're a little bit forgiving of 'cause they recognize that the service providers, whether it's health or education, you know, they don't have a tremendous amount of funding, but over time, they're getting more and more demanding. They want better education, they want better health, they want their administrative procedures to be solved quickly and efficiently. You know, the value of a citizen's time is going up during as the country develops, and to spend time standing in line has a big cost for them, and they want things to move more quickly, and they're becoming more demanding. They want information, they want participation, they want to have more control over their own destiny. So the people here are always high demanding. Yeah, and increasing. Thank you. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình 45 phút với đề tài cải thiện cái tình hình hành chính cũng như là dịch vụ công, cũng như là làm sao cho cái sự minh bạch về những cái số liệu kinh tế của chúng ta rõ ràng hơn. Như vậy thì cái sự cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ ngày một được cải tiến hơn, và chúng ta hy vọng rằng nền kinh tế của chúng ta sẽ tiếp tục được phát triển và chúng ta hội nhập vào cái nền kinh tế của thế giới với những dấu hiệu lạc quan hơn. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình 45 phút hôm nay, và xin hẹn lại trong những chương trình khác. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much.